Người dùng túng cho em vợ đi cướp, khách của gia trang ta ngộ sát chết người. Sao ngươi lại dùng đại hình với ta? Cao Liêm, ngươi không sợ chuốc họa vào thân sao? Tên khốn này còn dám nhiều lời nữa hả? Đánh mạnh tay cho ta. Đại nhân, xin đại nhân khai ân. Phạm nhân Sài Kiến sai khiến khách trong gia trang là Lý Đại đánh chết Ân Thiên Tích, giờ đã chịu nhận tội. Nếu thủ phạm đã nhận tội, bắt hết già trẻ lớn bé của Sài gia, nhốt vào đại lao, chờ ngày phán xét. Giải xuống. Ca ca. Công Minh ca ca. Công Minh ca ca. Thiết Ngưu có chuyện muốn tìm huynh. Người về đúng lúc lắm. Ta suốt ngày bị oan hồn của tiểu nha nội ám, đang không biết tìm ai để chút giận. Tiểu nha nội vì ngươi mà chết, hôm nay ta bắt ngươi phải trả món nợ này. Cái tên này sao lại dỗi hơi như vậy? Uống say rồi mang ta ra để chút giận sao? Đi đi, ta còn phải tìm Công Minh ca ca nói chuyện quan trọng, không rảnh ở đây cãi lý với ngươi. Không cần biết ngươi có chuyện quan trọng gì. Hôm nay ta và ngươi phải giải quyết cho xong ân oán của tiểu nha nội. Đừng đánh nữa. Lý Quỳ Hiền đệ, đừng đánh nữa. Nhị vị huynh đệ, đừng đánh nữa. Lôi Huynh, hai người đánh nhau không ngăn lại được, giờ phải tính sao đây? Huynh mau đi tìm Công Minh ca ca đi. Ân oán của hai người này chỉ có Tống Giang ca ca mới có thể hóa giải. Nhị vị huynh đệ, đừng đánh nữa. Đừng kéo ta lại là mất thời gian của ta. Ai bảo ngươi động vào ta? Hôm nay nếu không đọ cao thấp với ngươi, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Lý Quỳ huynh đệ, nhị vị huynh đệ, dừng tay. Ca ca, tên đen đúa này, sao cứ gây chuyện mãi như vậy? Có chuyện gì mà nóng giận thế? Có gì thì mọi người cùng ngồi xuống thương lượng. Đều là huynh đệ trong nhà cả, sao lại phải động đao kiếm? Bỏ xuống đi. Trước khi lên sơn trại ta đã nói, nếu muốn ta nhập hội thì ta tuyệt đối không thể ở cùng với tên đó. Ngươi... Chu Đồng huynh đệ, tuy Thiết Ngưu tính tình lỗ mãng, nhưng nói gì đi nữa, hắn cũng là huynh đệ cùng vào sinh ra tử với chúng ta. Đệ không tha thứ được cho hắn. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Trước giờ các huynh đệ của Lương Sơn Bạc thường ngày đồng cam cộng khổ vì đại nghĩa. Các huynh đệ mà có ân oán thì cười một cái là cho qua hết. Chuyện ân oán của Chu Hiền đệ và Thiết Ngưu, ta và Tống Giang cũng đã nghe quân sư nói. Quả thật tiểu nha nội bị chết oan, nhưng Thiết Ngưu cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra. Đệ bỏ qua cho hắn đi. Phải đấy huynh trưởng, nể mặt Công Minh ca ca và Tiểu Thiên Vương, huynh quên chuyện đó đi. Thiết Ngưu, Thiên Ngưu, đệ qua đây tạ lỗi với Chu ca ca của đệ đi. Cái gì? Muốn đệ tạ lỗi với hắn sao? Còn lâu. Hắn làm gì gánh nổi đại lễ như vậy? Đệ đã lập biết bao công lao cho sơn trại này, còn hắn vừa mới đến, đã lập được công lao gì đâu. Giờ còn bắt đệ tạ lỗi với hắn nữa à?
Sao mọi người lại thiên vị quá như vậy? Tên đen đúa kia, ta nhất định phải giết chết ngươi. Tên đen đúa kia lại thế rồi. Có ai nói đệ cố tình đâu. Nhưng quả thật tiểu nha nội đã chết dưới tay đệ. Luận tuổi tác, Chu Đô Đầu cũng là huynh trưởng của đệ. Đệ coi như nể mặt ta, tạ lỗi với huynh ấy đi. Không. Nếu trong lòng đệ cảm thấy không phục, vậy để ta quỳ xuống lại đệ. Ca ca, huynh mau đứng lên đi. Ca ca, đừng mà, đừng mà. Thôi thôi, ca ca, huynh đừng giết chết tiểu đệ. Thôi được. Chu ca ca, đệ tạ tội với huynh. Phải đấy huynh trưởng, đều là người một nhà, đừng gây chuyện với nhau nữa. Thôi, ta nuốt giận là được chứ gì. Chết rồi. Nãy giờ nó đánh nhau, suýt quên mất chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì? Mấy hôm trước, Thiết Ngưu đánh chết một tên ác bá, không ngờ lại gây ra họa cho Sài đại quan nhân rồi. Sao? Để đánh chết người rồi bỏ chạy về sơn trại, tên tri phủ Cao Đường thế nào cũng không bỏ qua cho Sài đại quan nhân. Chắc ông ấy bị quan phủ bắt rồi, không biết giờ Sài đại quan thế nào. Ca ca đừng quá lo lắng. Đệ đã nhờ đới tung xuống núi nghe ngóng tin tức. Đợi huynh ấy trở về sẽ hiểu rõ sự tình. Hiền đệ đừng quá lo lắng. Dù gì Sài đại quan cũng là con cháu hoàng tộc, người thường chắc không dám động đến ông ấy đâu. Chỉ sợ bọn người đó không coi phương pháp ra gì. Nếu Sài đại quan bị liên lụy, thì các huynh đệ trong sơn trại đã mang ơn của ông ấy, làm sao mà yên lòng được. Đại Cao Liên, vì để cho chính địa báo thù, đã phá hoại thành một gia quan tại lao lý. Tên Cao Liêm đó vì muốn báo thù cho em vợ nên đã bắt giam cả nhà Sài Hoàng Thành và Đại Lao, tịch thu hết tài sản, lại còn phong tỏa nhà cửa nữa. Nghe nói tên Cao Liêm đó cậy thế là thân thích của Cao Cầu nên rất hống hách. Hiện giờ Sài đại quan đã lọt vào tay hắn, e là tính mạng khó bảo toàn. Giờ phải làm sao đây? Các huynh đệ trên Lương Sơn chúng ta đã từng nhận ân huệ của Sài đại quan, giờ lại làm liên lụy đến ông ấy. Sài đại quan nhân có ơn với sơn trại chúng ta. Hiện giờ ông ấy đang gặp nguy hiểm, bất luận thế nào cũng phải cứu ông ấy ra. Hay lần này để ta đích thân xuống núi một chuyến. Ca ca là chủ sơn trại, sao lại có thể đích thân xuống núi để làm công việc ấy? Tiểu đệ và Sài đại quan đã quen biết từ lâu, xin được đi thay ca ca. Công minh ca ca nói không sai. Tiểu Thiên Vương là chủ sơn trại, không thể manh động như vậy. Hơn nữa, Cao Đường thành trì tuy nhỏ, nhưng Cao Liêm có đông binh lính và nhiều lương thực, không thể khinh suất. Chúng ta phải vào Cao Đường Châu rồi mới điều binh giỏi tướng mạnh được. Vậy phiền quân sư thu xếp cho, lập tức xuất quân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vị huynh đệ nào đồng ý xuất chiến, tiểu đệ tình nguyện. Tốt, vậy phiền nhị vị tướng quân xuất trận trước. Người đâu, nổi trống thị uy. Cẩu quan Cao Đường Châu, ra đây đền mạng. Bọn thảo tặc phản đồ này, các ngươi dám động vào Cao Liêm thành trì của ta sao? Ngươi chính là Cao Liêm à? Cao gia các người kẻ nào cũng độc ác hại nước hại dân. Từ lâu Lâm Sung ta đã muốn tiến về Kinh Sư, băm cả nhà Cao Cầu các ngươi ra thành trăm mảnh để rửa mối hận trong lòng. Tên giặc kia ngông cuồng quá, ai đồng ý ra bắt tên giặc đó? Mà tướng Vu Trực tình nguyện, nghịch tặc, nộp mạng mau. Thương pháp hay, tốt lắm. Có ai ra báo thù cho Vu Trực tướng quân không? Mà tướng Ôn Văn Bảo tình nguyện ra bắt tên phản tặc đó. Tốt, đợi tướng quân bắt được tên phản tặc đó, bản quan sẽ trọng thưởng. Ca ca xem đây, xem đệ chém tên giặc đó. Tần Minh tướng quân anh hùng, mau gian trận. Các huynh đệ tấn công. Lâm giáo đầu, đợi đã. Quân sư, ta thấy trận pháp mà Cao Liêm bày ra biến hóa khôn lường. Tại hạ cũng chưa từng nhìn thấy trận pháp như vậy. Trận pháp này kỳ diệu quá, e là nhị vị tướng quân lành ít dữ nhiều. Đánh kẻng lui binh. Đánh kẻng lui binh. Xuất quân bất lợi, lẽ nào lương sơn bạc của ta phải chịu bại trận sao? Ca ca đừng quá lo lắng. Tại hạ đã tra ra trận pháp của Cao Liêm sử dụng là bát quái trận đã bị thất truyền từ lâu. Tương truyền trận pháp này do Gia Cát Khổng Minh thời Tam Quốc sáng lập ra. Hiện giờ số người có thể phá trận này rất hiếm. Ca ca, vừa nhận được tin báo nói nội thành Cao Đường Châu cho thắp sáng lửa, để e bọn địch sẽ có hành động. Đêm nay không trăng không sao, mờ mờ ảo ảo. Với quang cảnh như vậy, ca ca, ban ngày Cao Liêm đánh thắng trận chắc đang rất kiêu ngạo. Tại hạ đoán chắc hắn sẽ nhân lúc trăng mờ gió lớn đến tập kích doanh trại của ta. Chúng ta cần phải đề phòng cẩn thận. Nếu hôm nay hắn dám đến tập kích thì chúng ta sẽ tương kế tự kế. Chết rồi, chúng kế rồi, mau rút thôi, phóng tên. Rút mau.
Quân sư quả nhiên tiên đoán như thần, tên khốn Cao Liêm đến tập kích doanh trại chúng ta thật. Tiếc là đã để tên Cao Liêm đó trốn thoát. Tả hữu, trói hết số binh sĩ bị thương của Cao Liêm, giao cho quân sư xử lý. Tốt lắm, quân địch ban đêm đến tập kích không thành, ngược lại còn bị chúng ta đánh. Tên khốn Cao Liêm đó đã bị trúng tên, chí khí tất nhiên sẽ trùng xuống. Dương Lâm Bạch Thắng, trận này hai đệ đánh khá lắm. Đưa số binh sĩ của Cao Đường đi tra khảo. Nếu tên nào đồng ý đầu hàng thì nhận, không đồng ý đầu hàng thì thả họ về. Tuân lệnh. Giờ nếu ca ca muốn phá bát quái trận của Cao Liêm, ắt phải mời được một người xuống núi. Không biết vị cao nhân mà quân sư nói là ai? Người đó chính là Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng, huynh ấy có thể phá trận này thật sao? Dạo trước tại hạ có ngồi bàn luận binh pháp với huynh ấy. Huynh ấy nói có học qua loại tâm pháp này. Năm xưa, Gia Cát Khổng Minh đã dùng đá để bày ra bát quái trận ở Quỳ Châu, để nhốt đại tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Lợi hại thật. Xem ra chỉ còn cách mời Công Tôn tiên sinh xuống núi. Từ lúc Công Tôn tiên sinh rời khỏi sơn trại về sum họp với gia đình, ta đã nhiều lần cho người đi Kế Châu nghe ngóng, nhưng đều bật vô âm tín. Hiện giờ không biết phải đi đâu để tìm ông ta đây. Công Tôn Thắng tấm lòng thanh cao, thường ngày luyện thần hoàn hư. Tại hạ nghĩ chắc huynh ấy đang trú tại Danh Sơn Động Phủ hay sông dài chân cảnh nào đó. Lần này chắc phải nhờ thần hành Thái Bảo Đới Tung đi một vòng quanh các núi cao sông dài của Kế Châu tìm kiếm. Nhất định sẽ tìm được Công Tôn Thắng. Quân sư nói thật có lý. Mấy lần trước tiểu đệ đi tìm cũng chỉ đi đến những thôn trang đông người hỏi thăm. Lần này nghe theo quân sư đến những nơi sơn dã thanh tịnh để tìm kiếm thử xem. Đới Tung huynh đệ nhanh nhạy lại cẩn thận, không có người nào khác thích hợp hơn. Đệ cũng muốn đi. Cái tên đen đúa này lại không an phận nữa rồi. Đại ca, tại đệ đánh chết tên Ân Thiên Tích, báo hại Sài Đại Quan Nhân bị bắt giam. Nói gì thì nói cũng phải cứu được huynh ấy. Giờ đây lại không đánh thắng được tên Cao Liêm thì làm sao cứu được Sài Đại Quan Nhân đây? Cứ mỗi lần nghĩ tới Sài Đại Quan đang phải chịu cực khổ trong đại lao là thiết nhu ăn không ngon ngủ không yên. Chi bằng để đệ phải đới Tung ca ca đi chuyến này, nhanh chóng tìm ra Công Tôn Thắng, mời huynh ấy đến đây. Có như vậy thì thiết nhu mới sớm yên lòng. Đệ muốn đi cùng với ta cũng được. Nhưng có chuyện này, chuyện gì? Trên đường đi chỉ được ăn chay, không được tùy tiện uống rượu, cũng không được lỗ mãng, tránh gây ra những chuyện đáng tiếc. Được được, chỉ cần cho đệ đi cùng thì chuyện gì đệ cũng nghe theo huynh hết. Huynh đệ, ta qua bên kia mua ít thức ăn. Đệ đứng yên ở đây, đừng đi lung tung. Được được, tuyệt đối không được đi lung tung đấy. Huynh cứ đi đi, không cần vội đâu. Đệ sẽ đứng đây đợi huynh. Ông chủ, đựng đầy rượu vào hồ lô này cho ta, không được ăn gian. Đệ chạy đi đâu vậy? Suýt nữa thì không tìm thấy đệ. Đệ lại lén đi uống rượu phải không? Làm gì có, đệ đâu có uống rượu. Chẳng phải đại ca đã giáo huấn đệ rồi sao? Hễ đụng tới rượu là hỏng chuyện. Đệ lúc nào cũng nghe theo đại ca mà. Tốt, nghe lời thì tốt. Đi thôi. Ca ca,
哥哥，疼死了！哥哥，đau chết đi được. Xung đệ, ta bây giờ nửa đêm sao không ngủ? Hét ầm ĩ gì vậy? Cái bụng của đệ, bụng đệ đau quặn cả lên, đau đến không chịu nổi nữa. Hay lúc nãy ăn phải gì rồi? Mà phải là ăn phan cai, ăn hoại lại bụng. Đệ cũng không biết nữa. Hai chúng ta ăn chung với nhau, nhưng ta đâu có bị đau. Đệ không nói với huynh nữa. Đệ phải đi nhà xí. Dám trốn ta đi uống rượu sao? Ta đã lén bỏ thuốc sổ vào hồ lô của ngươi từ trước. Giờ ngươi đã uống hết rượu trong hồ lô đấy. Một khi dược tính phát tác, Thiết Ngưu ơi là Thiết Ngưu, lần này ngươi còn đi ra đi vào cho tới khi trời sáng. Thoải mái quá. Ca ca, Hương Nghi đi thật rồi. Sao không chờ ta? Đi trước thì đi trước. Thôi kệ, rời khỏi tầm ngắm của huynh ấy, ta càng thoải mái hơn. Chỉ cần có ngân lượng trong tay, sợ gì không mua được rượu. Đi thôi, đi mua rượu. Ấy à, ấy à, anh đã bao gồm cái tay nải và ngân lượng của ta đâu mất rồi? Lẽ nào trong khách điếm này có trộm? Người đứng lại cho ta, hảo hán, sao lại giận dữ vậy? Còn dám hỏi nữa à? Trong khách điếm này có trộm, hắn đã lấy trộm tay nải và ngân lượng của ta. Ngài đừng lo, toàn bộ tay nải và đồ đạc của ngài đã được vị quan khách cùng phòng mang đi rồi. Thật không? Ngươi đừng có lừa ta. Thật mà, trước khi đi ông ấy còn để lại mảnh giấy cho ngài. Mảnh giấy à? Dạ phải. Mảnh giấy gì? Ngươi mang ra để ta xem. Tiểu nhân đi lấy ngay. Ngài đừng nóng giận. Ngài xem đi. Ta không biết chữ, ngươi đọc cho ta nghe. Mau chóng lên đường. Trưa nay ta sẽ đợi ngươi ở Tử Gia cách đây 50 dặm. Ông chủ, khách quý mời ngồi. Chẳng hay ngài muốn gọi món gì? Ở quán chúng tôi có mỹ tử thượng hạng, có thịt bò tươi vừa giết mổ. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Ta hỏi ngươi khi nãy có vị khách nào họ đới đến đây không? Họ đới à? Có đến nhưng lại đi rồi. Cho hỏi, ngài có phải họ Lý không? Nói nhảm, đương nhiên ta họ Lý. Thì đã sao? Vị khách đó để lại mảnh giấy cho ngài. Mảnh giấy à? Mệt chết đi được. Ta không biết chữ, người đọc cho ta nghe. Dạ, ông ấy nói tối nay sẽ chờ ngài tại khách điếm ở Hoàng Thôn cách đây 50 dặm. Bảo ngài mau đến. Nếu ngài đến muộn thì... Nếu ta đến muộn thì sao? Thì không có gì để ăn, đành phải để bụng đói mà đi đến sáng. Ngươi còn dám cười ta? 50 dặm nữa hả? Tự nhiên sao lại như vậy? Tôi có chọc ai phá ai đâu chứ. Tìm ra tử quán đó rồi, ông chủ. Mau làm vài món mang ra đi. Có ngay, đói chết đi được. Đứng đấy, đưa bánh bao đó cho ta. Không được, bánh bao là của vị khách này. Đưa ta. Ca ca, huynh ngồi đây sao? Nhiều món ngon quá, đói chết đi được. Còn có cả bánh bao nóng hổi nữa này. Mấy cái bánh bao đó ta đã trả tiền. Đệ trả lại chưa? Ca ca đừng đùa. Chúng ta là huynh đệ một nhà, còn trả lại gì nữa chứ?
huynh đệ trong nhà cũng phải trả lại. Ca ca, huynh đừng trêu chọc đệ nữa. Thiết ngưu đó đến lộn ruột luôn rồi. Ca ca, huynh cho đệ ăn một cái đi. Ca ca, cho đệ một cái đi. Bánh bao này ngon thật. Ca ca, Thiết Ngưu đã đắc tội gì với huynh mà ngay cả một cái bánh bao huynh cũng không cho đệ ăn. Để xem sau này còn dám lén ta uống rượu nữa không. Huynh, ra là huynh cố tình chơi khăm Thiết Ngưu. Sao, không phục hả? Phục, đệ phục mà. Phục rồi phải không? Phục rồi thì suốt chặng đường phải nghe theo ta hết. Ta nói lại lần nữa, trên đường đi chỉ được ăn chay, không được uống rượu. Được rồi, Thiết Ngưu nghe lời huynh. Ca ca, sau này huynh đừng chơi khăm Thiết Ngưu như vậy nữa nhé. Nghe lời thì tốt. Ba cái bánh bao này là ta gọi sẵn cho đệ đấy. Ăn đi. Đệ biết ca ca đối xử tốt với đệ mà. Ăn chậm thôi. Thiết Ngưu, gì vậy? Nghe này, đệ ra phía sau lùm cây lánh mặt trước đi. Ca ca, sao lại phải làm như vậy? Nếu đã đến được nhà của Công Tôn Thắng còn giả vờ này nọ làm gì? Chúng ta cứ đến gõ cửa bước vào, lôi huynh ấy ra là xong. Chắc đệ không biết, Công Tôn đạo trưởng đó đã có lòng muốn quy ẩn. E là nếu chúng ta hành sự đột ngột, huynh ấy sẽ không chịu hiện thân. Nếu huynh ấy muốn trốn thì Thiết Ngưu sẽ dùng cặp diều này tấn công. Còn sợ huynh ấy không theo chúng ta sao? Nếu đệ hành sự như vậy thì sẽ làm hỏng đại sự đấy. Nghe lời ta, qua bên kia núp đi. Nghe lời ta đi mà, lôi huynh ấy ra là được rồi. Núp vào đi. Lão bà, tại hạ xin chào lão bà. Cho hỏi đây có phải là phủ đệ của Nhất Thanh đạo nhân không? Ca ca, sao rồi? Công Tôn Thắng đó không chịu ra. Lúc nãy ta đến gõ cửa, lão nương của huynh ấy nói huynh ấy ra ngoài ngao du, không có ở nhà. Lúc nãy lão trưởng kia nói huynh ấy có ở nhà, rõ ràng là đang nói dối để tránh mặt chúng ta. Xem ra lần này tới lượt Thiết Ngưu đệ xuất chiêu rồi. Cứ để đệ xuất chiêu cho. Quay lại, quay lại. Đệ nghe này. Công Tôn Thắng, mau ra đây. Mau ra gặp mặt Thiết Ngưu. Công Tôn Thắng, nếu còn không chịu ra, Thiết Ngưu sẽ dùng cặp diều này phá nát căn nhà này đấy. Bà đừng cản trở. Nếu Công Tôn Thắng không chịu ra, ta sẽ lấy diều này chém chết bà. Tránh ra. Không được vô lễ với lão nương ta. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ không sao. Nếu không sử dụng mưu kế này thì chắc lão đạo vẫn còn trốn trong nhà không chịu ra gặp chúng tôi. Lão bà đã làm lão bà hoảng sợ rồi. Thiết Ngưu, lão bà, xin lão bà đừng trách Thiết Ngưu vô lễ. Nếu không làm như vậy thì con trai bà đâu chịu ra gặp chúng tôi, phải không? Ta ẩn cư ở đây đã lâu không màng đến chuyện bên ngoài. Sao nhị vị lại giở thủ đoạn này ép tại hạ hiện thân vậy? Công Tôn huynh, ra ngoài nói chuyện một chút được không? Từ lúc rời khỏi Thủy Bạc Lương Sơn, bần đạo đã có tâm nguyện là phải đi theo sư phụ tu tâm học đạo, không màng đến chuyện thế gian nữa. Chắc Công Tôn huynh không biết, hiện giờ Công Minh ca ca thống lĩnh huynh đệ Sơn Trạng tấn công Cao Đường Châu, nhưng tên Cao Liêm lại bày ra trận pháp rất lạ, phá mãi không được, hiện đang gặp nguy hiểm. Mong Công Tôn huynh nể tình huynh đệ chúng tôi đi cứu họ. Không phải bần đạo không nể tình cũ,
Một là lão nương tuổi tác đã cao, nếu ta theo huynh đệ xuống núi thì lão nương ở nhà không có người phụng dưỡng. Hai là sư phụ La Chân Nhân mong muốn bần đạo ở bên cạnh nghe giáo huấn của người và để ông ấy truyền đạo pháp, không cho bần đạo bước chân vào chốn hồng trần thế tục nữa. Hiện giờ các huynh đệ của Lương Sơn đang đánh cao Đường Châu nhưng không thắng được. Nếu ca ca không giúp phá trận, e là huynh đệ sẽ gặp nguy mất. Mong ca ca mở lòng từ bi, xuống núi phá trận. Tới viện trưởng, mau đứng lên đi. Dù lão nương ở nhà có người chăm sóc, nhưng sư phụ không chịu cho đệ tử xuống núi thì ta cũng không còn cách nào khác. Lại thế rồi. Nếu công tôn ca ca không chịu theo chúng tôi đến đó phá trận thì sớm muộn gì công minh ca ca cũng bị tên khốn Cao Liêm đó bắt giữ. Đến lúc đó thủy bạc Lương Sơn chúng ta còn nói gì đến chuyện cướp khú tế bẩn vì đại nghĩa nữa. Ca ca, công tôn tiên sinh vất vả quá. Ca ca, những lời như vậy sau này hãy nói. Được, mời. Tình hình giao chiến với Cao Liêm thế nào rồi? Tên khốn Cao Liêm nhân lúc trời tối muốn tập kích doanh trại chúng ta, bị chúng mai phục. Cao Liêm bị trúng một tên, nghe nói sau khi về vết thương bị nhiễm trùng, hiện đang chạy khắp nơi tìm thầy thuốc chữa trị. Cao Đường Châu cũng cho phong kín cửa thành, không dám nghênh chiến. Bẩm báo Tống thủ lĩnh, vết thương của Cao Liêm đã bình phục và đưa người ra thành. La hét ầm ĩ, nói là muốn chúng ta ra tỉ thí cao thấp thêm lần nữa. Tên Cao Liêm đó đến thật đúng lúc. Ta đã gom ngựa sẵn sàng, chỉ đợi ra nghênh chiến. Hiện giờ có công tôn tiên sinh của ta tọa trấn ở đây, để xem tên Cao Liêm đó còn có thể ngông cuồng bao lâu nữa. Cả đám thảo khấu các ngươi, nếu đã có ý muốn chiến đấu thì nhất định phải có thắng thua rõ ràng. Những kẻ đến lúc lâm trận mà sợ hãi, làm con rùa rụt đầu thì còn gì là anh hùng hảo hán nữa. Bày trận, mau bày trận. Công tôn tiên sinh, tên Cao Liêm quả nhiên lại sử dụng trận pháp kỳ quái đấy. Ca ca không cần phải hoảng hốt. Trận pháp này có 8 cách bày, gọi là thiên phiên, địa tải, phong dương, thiên thủy, long phi, hổ dực, biểu tường, xà bàn. Kết hợp thiên thời địa lợi, sử dụng tổng hợp, đề phòng, bất cũng khó thắng được. Cách phá trận nằm ở dũng khí của người đánh trận để phá sinh môn. Bần đạo đã ngầm căn dặn Hoa Vinh, chỉ cho đệ ấy cách phá trận. Chỉ cần phá được sinh môn thì bọn chúng sẽ thất bại. Mau rút đi. Tốt.
Lần này nhờ có Công Tôn tiên sinh mà bọn địch thua thảm hại. Hoa Vinh hiền đệ, mau quy trận, đánh kẻ, đánh kẻ lui binh. Lục soát. Cao Liêm quả nhiên ngồi không yên, phái người đến Đông Xương Khấu Châu xin cứu binh. Xem ra Cao Đường thành nội đã binh yếu tướng kiệt rồi. Chỉ tiếc là hiện giờ tên Cao Liêm đã cho phong kín cửa thành, không chịu nghênh chiến. Quân sư, giờ chúng ta nên ứng phó thế nào đây? Nếu hắn muốn tìm cứu binh, chúng ta đành phải tương kế tự kế. Nhất định là cứu binh của Đông Xương Khấu Châu đến. Theo ta ra thành, giết chết bọn cẩu tặc kia. Rút mau, chúng kế rồi, rút mau. Giết.
Cao Liêm, ngươi đã trúng kế điệu hổ ly sơn của ta. Cao Đường Châu này đã thuộc về Lương Sơn Bạc chúng ta. Tôn Mỗ đợi ngươi ở đây lâu lắm rồi, còn không mau xuống ngựa đầu hàng. Cao Tặc, còn không mau hạ vũ khí đầu hàng. Những người hèn nhát như thỏ đế kia, mau cầm binh khí lên. Công Minh ca ca, Công Tôn tiên sinh vất vả rồi, mời. Có tung tích của Xài đại quan nhân chưa? Lúc nãy có thám tử đến trình báo, sau khi thành bị công phá, gia quyến của Cao Liêm đã treo cổ. Bọn tiết cấp áp ngục trong nha môn đều bỏ trốn. Người lớn kẻ nhỏ của Xài gia đều được chúng ta cứu, đón về doanh trại an dưỡng rồi. Duy chỉ có Xài đại quan nhân là chưa có tung tích gì. Khởi bẩm thủ lĩnh, tiểu nhân vừa bắt được một tên giặc, hắn tự xưng là Áp Ti ở đây. Hắn nói đã biết tung tích của Xài đại quan nhân. Người đó đang ở đâu? Dạ, đang ở bên ngoài. Mau dẫn đường. Xài đại quan nhân! Tên khốn này, cả gan dám lừa ra ra hả? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân đã bắt nhốt Xài đại quan nhân ở dưới đó thật mà. Thiết Ngưu, đừng làm ồn nữa. E là Xài đại quan nhân đã bị ngất dưới giếng rồi. Chắc phải cho người xuống đó cứu huynh ấy lên. Ca ca đừng lo, để Thiết Ngưu xuống đó xem sao. Đệ đi là tốt nhất. Ban đầu cũng tại đệ làm liên lụy đến Xài đại quan nhân. Bây giờ đệ xuống đó cứu, coi như trả nợ cho huynh ấy. Đúng đúng, Công Minh ca ca nói đúng lắm. Vậy chư vị ca ca, nắm chắc sợi dây đó giúp đệ. Nếu sợi dây đó mà đứt, đệ bị rơi xuống dưới thì không vui nữa đâu. Cái tên này, bây giờ là lúc nào mà còn nói đùa. Mau xuống đi, đệ sẽ xuống ngay. Thiết Ngưu, đệ lại đùa nữa rồi. Xuống giếng cứu người còn mang theo hai cái dìu làm gì? Ở dưới đó tối lắm, lỡ gặp phải thủy quái hay yêu tinh gì đó, đệ còn có vũ khí để mang ra chém bọn chúng. Ngày thường, đệ nói mình to gan lắm mà. Thì ra, đệ cũng sợ ma quỷ. Không phải đệ sợ ma quỷ, lỡ con thủy quái đó là giống cái. Nó thích đệ, không cho đệ trở về thì chết mất. Được rồi, hiền đệ, mau xuống đó xem sao. Nếu phát hiện được tung tích của Xài đại quan nhân, thì lắc lắc cái chuông này, chúng tôi sẽ kéo đệ lên ngay. Thiết Ngưu cẩn thận. Nến. Đi nào. Xài đại quan nhân. Xài đại quan nhân. Xài đại quan nhân. Thiết Ngưu, không sao chứ? Có sao không? Không không, không có gì. Đệ không sao. Thấy Xài đại quan nhân chưa? Chưa.
Sai đại quan nhân. Thiết Ngưu xuống đó đã lâu, sao chưa có động tĩnh gì vậy? Ca ca đừng nôn nóng. Mau, có động tĩnh kìa, kéo lên, kéo lên. Xà đại quan nhân. Người đâu? Mau đưa xà đại quan nhân về quân doanh. Mau lên, tìm Lang Trung. Ca ca, bỏ mặc Thiết Ngưu rồi sao? Thiết Ngưu huynh đệ, mau kéo Thiết Ngưu lên, kéo mạnh lên. Sao rồi Thiết Ngưu? Các người bỏ mặc ta ở dưới giếng mà yên tâm được sao? Huynh đệ, lúc nãy chúng tôi lo cho xà đại quan nhân quá, nhất thời quên mất đệ. Đệ đừng giận nhé. Ca ca không phải là người tốt. Ca ca chơi khăm Thiết Ngưu. Đều là huynh đệ một nhà mà. Được rồi, đừng như vậy nữa. Thiết Ngưu huynh đệ, đi thôi. Hắn không đi, vậy chúng ta đi. Đi thôi, đi thôi. Ca ca. Lão già. Thái úy đại nhân. Ngươi là ai? Mạt tướng là Đô Thống, thuộc hạ của chi phủ Cao Đường Châu, Cao Liêm. Bọn Lương Sơn tặc khấu Tống Giang công phá Cao Đường Châu. Cao chi phủ chiến đấu nhiều ngày, bất lực nhìn thành bị phá, còn bị Lương Sơn tặc chém chết. Lão gia. Thánh thượng, bọn tiểu cái Tống Giang, thủ lĩnh tặc khấu Lương Sơn Bạc ở Tế Châu không coi vương pháp ra gì, tụ tập hung đồ ác bá, đánh phá phủ huyện, cướp của hạ dân. Trước là giết hại quan binh của phủ Tế Châu, đánh phá quân vô vi ở Giang Châu, nay lại đánh Cao Đường Châu, giết hại quan dân, cướp đoạt toàn bộ tài sản ở trong kho. Lương Sơn tặc khấu đã trở thành đại họa trong lòng của thần. Nếu không sớm diệt trừ bọn chúng, e là sau này bọn chúng mạnh lên, đại tướng của ta khó mà chế ngự. Mong thánh thượng quyết đoán kịp thời. Xem ra cần phải dẹp trừ bọn Lương Sơn tặc khấu này rồi. Cao cầu nghe chỉ. Trẫm lệnh cho khanh lập tức điều phái binh mã, nắm toàn quyền thống soái, mau chóng khởi hành. Nhớ là nhất định phải tiêu diệt bọn thủy bại, quét sạch Lương Sơn tặc khấu. Thần lĩnh chỉ. Nhưng theo thần, đó chỉ là một đám giặc cỏ, không cần phải điều động thiên binh. Thần xin đề cử một người có thể điều binh đi thu phục, chắc chắn sẽ mã đáo thành công. Người đó chính là cháu đích tôn của một vị danh tướng khai quốc công thần, tên là Hô Duyên Tán ở Hà Đông. Tên gọi đổi một chữ trước, sử dụng hai cây roi đồng có sức mạnh vạn người cũng không sánh bằng. Hô Duyên trước. Trẫm cũng từng nghe nói tới người này. Hiện giờ người này đang ở đâu? Hô Duyên trước hiện là thiếu đô thống chế ở Nhũ Ninh, dưới trướng có rất nhiều binh tài tướng giỏi. Thần cho là nên phong Hô Duyên trước làm binh mã chỉ huy sứ, thống lĩnh mã bộ tinh binh, lập tức dẹp sạch bọn Lương Sơn phỉ tặc, chắc chắn sẽ có thể rút binh an toàn. Người mà Cao Khanh vừa tiến cử chắc không sai. Mau chóng chuẩn bị để lập tức khởi hành. Nếu đạt được thắng lợi, trẫm nhất định sẽ phong quan cho hắn. Mạt tướng Hô Duyên trước khấu kiến thái úy đại nhân. Hô Duyên tướng quân, đứng lên đi. Đa tạ thái úy đại nhân. Ngồi đi. Mạt tướng vừa nhận được thánh chỉ
chỉ không dám chậm trễ một phút nào, lập tức đến đây gặp thái úy đại nhân trước. Lần này mạt tướng xuất binh, mong ơn thánh ân đã giao trọng trách, còn phải đa tạ thái úy đại nhân đã đề bạt. Mạt tướng nguyện sẽ tận tụy, chết cũng cam lòng. Hồ Xuyên tướng quân quá lời rồi. Quan văn tướng võ vì nước vì vua tận trung góp sức, đó là bổn phận. Dạ phải. Lần này xuất chinh tuy nói là diệt phỉ tặc, nhưng không dễ đánh bại đâu. Mong tướng quân cùng lão phu bàn kế hoạch thật kỹ để chia sẻ nỗi lo với thánh thượng. Đại nhân nói phải lắm. Người đâu? Đại nhân, mạt tướng vẫn chưa lập được công lao gì, thật hổ thẹn, làm sao dám nhận đại lễ như vậy. Tướng quân đừng từ chối, đây chỉ là một ít lòng thành của lão phu thôi. Mong tướng quân ghi nhớ trọng thác của lão phu, sau khi thành công sẽ được trọng thưởng. Đa tạ thái úy đại nhân. Lần này xuất chinh, ai sẽ đi tiên phong? Bẩm đại nhân, mạt tướng cũng có ít nhiều hiểu biết về bọn tiểu cái Tống Giang của Lương Sơn. Theo mạt tướng nghĩ, bọn thủy bạc Lương Sơn có binh nhiều tướng giỏi, ngựa chiến, lương thực nhiều, quả thật không phải là bọn sơn tặc thảo khấu bình thường. Lần này xuất chinh, mạt tướng xin đề cử đoàn luyện sứ Hàn Thao của Trần Châu làm tiên phong. Người này xuất thân từ lò võ, sử dụng một thanh gươm trường, người đời gọi là Bách Thắng tướng quân, nhận chức tiên phong rất xứng đáng. Ngoài ra còn có đoàn luyện sứ Bành Kỷ của Dĩnh Châu, sử dụng một cây đao ba mũi nhọn, cũng là người có sức mạnh vạn người không sánh kịp, có thể làm phó tiên phong. Trận đấu đó đánh là thật. Nào, cạn, rót nữa đi. Này này, đới viện trưởng, về rồi sao? Nào, uống chén rượu trước đi. Lương Sơn của ta sao lại náo nhiệt như vậy? Lương Sơn của ta lần này đại phá Cao Đường Châu, không những cứu được Xài Đại Quan Nhân mà còn lấy được vô số lương thực của bọn chúng. Công Minh ca ca đã lập công đầu, hiện đang mở yến tiệc ở Tụ Nghĩa Đường ăn mừng. Tối nay hai tỷ muội chúng tôi nhận nhiệm vụ canh giữ ở đây, cho nên mới bày bữa tiệc nhỏ này. Lại đây, uống thêm một bát nữa đi. Hai vị cứ tự nhiên. Cao Cầu cử đại tướng Song Tiên Hô Duyên trước, dẫn theo Thiên Mục tướng Bành Kỳ, Bách Thắng tướng Hàn Thao, đêm nay sẽ đánh vào Lương Sơn bảng chúng ta. Hiện giờ chỉ còn cách nơi này chừng trăm dặm thôi, tại hạ phải lập tức đi bẩm báo với đại ca. Cáo tử. Xem ra lần này lại có trận lớn để đánh nữa rồi. Thiên binh đã đến, mau chóng đầu hàng. Nếu còn kháng cự, khác nào tự tìm cái chết. Xem ta san bằng thủy bạc, đạp nát Lương Sơn, bắt sống cả lũ cướp các ngươi. Sau đó sẽ phân thây các ngươi ra thành trăm mảnh. Người đâu? Nổi trống thị uy cho huynh đệ chúng ta đi. Go!
Tên kia có phải Hô Duyên trước không? Chính là Hô Duyên trước, cháu của danh tướng Hô Duyên Tán, có sức mạnh phi thường. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Người đó nhất định phải làm việc cho Lương Sơn Bạc chúng ta. Lâm giáo đầu, đệ có biết Hô Duyên trước sử dụng loại trận pháp gì không? Đệ có nghe nói, dường như gọi là thiết giáp liên hoàn mã. Phóng tên! Đánh kẻng lui binh, đánh kẻng lui binh, tránh các huynh đệ của ta bị thương vong nhiều hơn.
哎呀，今日一战实在痛快。Hôm nay chiến đấu đã thật, dù gì cũng thị uy được với bọn Lương Sơn tặc khấu. Đã thì có đã, chỉ là Bành Kỷ tướng quân đã lọt vào tay kẻ địch, không biết hiện giờ sống chết thế nào. Lọt vào tay bọn cướp đó, e là lành ít dữ nhiều. Ngày mai, Mạt tướng sẽ đưa quân tiếp tục trận chiến, nhất định phải báo thù cho Bành tướng quân. Mới trận đầu mà thắng thì thật đáng ăn mừng, nhưng bản lĩnh của các vị tướng Lương Sơn quả thật nằm ngoài dự đoán của ta. Chúng ta nên cẩn thận hơn. Bọn tặc khấu Lương Sơn có bản lĩnh tới đâu, một khi tướng quân xuất chiêu thì bọn chúng cũng không làm gì được nữa đâu. Đám người đã đánh với ta thì đúng là như vậy. Duy chỉ có ả nữ nhi tay cầm song đao, quả thật là chí dũng song toàn. Là một nữ nhi mà có thể chống cự được trăm hiệp song tiên của ta. Đó là Hồ Tam Nương, giang hồ gọi là Nhất Trượng Thanh. Quả thật là một người tài. Tướng quân, ngày mai phải sắp xếp thế nào? Bọn Lương Sơn đã thua dưới tay chúng ta một lần, nhất định sẽ chui rúc trong sơn trại, không chịu xuất chiến. Lương Sơn thì bốn phía đều có nước, nhất thời ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào hết. Tướng quân, Mạt tướng đã phái người đi dò la địa hình ở vùng lân cận. Lương Sơn thủy bạc phong tỏa nghiêm mật, quả thật là khó vào. Sau khi quan sát địa thế của thủy bạc, Mạt tướng cho rằng cần phải lấy hỏa pháo công phá mới đạt được thắng lợi. Tốt, quả không hổ danh là Bách Thắng tướng quân. Chỉ là hiện giờ trong quân đội chúng ta không có tay hỏa pháo giỏi. Nhưng lúc này đang là thời cơ tốt để chúng ta thừa thắng xông lên, không thể bỏ qua cơ hội này. Tướng quân không cần lo lắng. Mạt tướng biết một người có thể giải quyết được chuyện này. Mau gọi đến ngay. Người đó tên là Lăng Trấn. Người đời gọi là Oanh Thiên Lôi. Lăng Trấn võ nghệ cao cường, tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung thì khỏi phải nói. Hơn nữa, hắn còn có tài chế tạo hỏa pháo, có thể bắn xa được 14-15 dặm. Pháo phá đến đâu, long trời lở đất, núi tan đá vỡ. Nếu được người này giúp đỡ thì việc đánh tan bọn giặc ắt sẽ thành công. Ta cũng đã từng nghe nói đến tay hỏa pháo Lăng Trấn này. Hàn tướng quân có biết hiện giờ người này ở đâu không? Cách đây không xa, chính là trong phủ Tế Châu. Tốt lắm. Trước khi xuất chinh, Cao Thái Úy có hứa. Dù ta cần bất cứ người nào, ông ấy đều có thể điều phái. Việc này không thể chậm trễ. Tướng quân lập tức cho người trình báo lên Thái Úy phủ. Lập tức điều phái Lăng Trấn đến quân trại ngay. Rõ. Tiểu Thiên Vương, Công Minh ca ca, tên Bành Kỷ bị Hổ Tam Nương bắt sống trong trận chiến sáng nay đã đồng ý quy thuận Lương Sơn của ta. Quy thuận gì chứ? Giết hắn để chút giận cho huynh đệ chúng ta. Thiên Vương bớt giận. Lương Sơn bạc của chúng ta đang lúc cần người. Theo đệ nghĩ, chúng ta nên giữ lại người này thì tốt hơn. Chỉ là một tên tướng bại trận. Lương Sơn đâu phải là nơi muốn đến thì đến. Tên Bành Kỷ đó cũng đâu phải là loại người chỉ mong nhàn hạ. Biết đâu sau này có thể giúp Lương Sơn chúng ta thì sao? Công Minh ca ca nói rất có lý. Không giết Bành Kỷ, ắt sẽ được nhiều hơn mất. Một là hắn biết rõ nội tình trong quân đội của Hô Duyên trước, lại là một dũng tướng, giữ lại ắt sẽ có lợi cho ta. Hai là nếu giữ người này lại thì có thể chứng tỏ được uy phong của Lương Sơn chúng ta. Mong Thiên Vương suy nghĩ kỹ. Không giết cũng được, bảo hắn nạp danh trạng đi. Người này đã tiết lộ hết nội tình quân binh của Hô Diên trước, và lại còn nói cho chúng ta biết một tin rất quan trọng. Tin gì? Trước khi khai chiến, phó tướng Hàn Thao từng phái hắn bí mật dò thám địa hình thủy lộ của Lương Sơn chúng ta. Sau khi về, Hàn Thao căn cứ theo tình hình nhận định đến lúc đó cần phải lấy hỏa pháo để tấn công sơn trại Lương Sơn chúng ta.
Hôm nay sau trận chiến đầu, quân ta lui về phòng thủ sơn trại, Hàn Thao nhất định sẽ kiến nghị với Hô Duyên trước, chuẩn bị hỏa pháo để đánh vào sơn trại chúng ta. Nếu chuyện này có thật, sẽ tạo thành một mối nguy lớn cho sơn trại Lương Sơn, không thể không đề phòng. Truyền lệnh, gia cố cửa trại, phòng thủ nghiêm ngặt thủy lộ. Rõ. Quân sư, ca ca, nghe ngóng được tin gì rồi? Hồ Duyên trước cử người đến kinh sư trình báo, rồi xin khu mật viện điều lăng chấn của Phủ Tế Châu đến quân trại trợ chiến. Phủ Tế Châu, người đó lai lịch thế nào? Người đó được người ta gọi là Oanh Thiên Lôi, có tài chế tạo hỏa pháo. Hồ Duyên trước điều hắn đến nhất định là để chỉ huy pháo chiến. Quả nhiên là có chuyện đó. Nếu để Hồ Duyên trước có được người này, thì e là Lương Sơn Bạc của ta sẽ chịu không nổi sự công kích bằng hỏa pháo của Oanh Thiên Lôi đâu. Quân sư có kế gì không? Chỉ có một cách. Mau nói đi. Tình thế cấp bách, cho người đến giữa đường chờ sẵn, bắt Lăng Chấn về đây. Giờ chỉ còn cách đó thôi. Theo quân sư, thì người nào có thể xuống núi bắt Lăng Chấn lên đây? Hòa Vinh bách phát bách chúng, cử đệ ấy đi là thích hợp nhất. Bảo đệ ấy dẫn theo 100 người xuống núi, vây ngay Thái An, giữa đường canh bắt Lăng Chấn, mai phục trong đêm, đợi đêm khuya hành sự, nhất định sẽ thành công. Tốt, làm theo ý quân sư. Người đâu, truyền Hòa Vinh tướng quân đến nghe lệnh. Bẩm báo, tướng quân, quân mã của Tống Giang đã cho rút toàn bộ về Lương Sơn, đang cho gia cố cửa lớn của sơn trại, canh giữ nghiêm ngặt thủy lộ. Tướng quân quả nhiên không phụ mong đợi. Trận liên hoàn mã này khiến bọn giặc Lương Sơn khiếp đảm kinh hồn, không dám ra mặt. Khi nào Lăng Chấn đến? Điệp văn của khu mật viện sáng sớm hôm nay đã được gửi đến Phủ Tế Châu. Hiện giờ Lăng Chấn đang trên đường đến đây. Theo dự đoán, quá lắm chỉ vài canh giờ nữa là đến. Tốt, người mau chóng phái người ra tiếp ứng đi. Rõ. Kẻ nào ở đó cản đường, mau tránh ra. Giết. Quân sư quả nhiên liệu sự như thần, Lăng Chấn đã bị tiểu đệ bắt giữ rồi. Hoa tướng quân vất vả quá. Khoan đã. Ca ca, kẻ chuyên làm điều ác như vậy, giết đi cho rồi để tránh hậu họa. Phải đấy. Tại sao không giết ta? Ta và ngươi không thù, không oán. Tại sao ta phải giết ngươi? Mang rượu đến đây. Huynh đệ đừng trách. Thủy bạc Lương Sơn của ta trước giờ thay trời hành đạo, chỉ giết tham quan ô lại. Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đều là huynh đệ của Lương Sơn ta. Vậy sao ngươi lại bắt ta? Chỉ vì Lương Sơn Bạc đang giao chiến với Hô Duyên trước. Nghe nói hắn gấp rút điều huynh đệ đến chỉ huy pháo chiến, nên mới nghĩ ra kế sách này. Cũng vạn bất đắc dĩ khiến huynh đệ sợ hãi.
Từ đầu ta đã không muốn giúp bọn quan quân kia, chỉ là bị ép đi thôi. Hôm nay giữa đường gặp cướp, cứ nghĩ lần này chết chắc, nào ngờ lại được tướng quân hậu đãi, vô cùng cảm kích. Từ lâu đã nghe danh tướng quân trượng nghĩa, giúp nguy cứu nạn. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nghĩa khí. Lăng Trấn không có gì đáng đáp, nguyện góp sức cho Lương Sơn. Ca ca. Huynh đệ quá lời rồi. Nếu đã như vậy, sau này hai chúng ta sẽ xưng hô là huynh đệ. Xin nhận một lệnh của tiểu đệ. Đoàn quân mã hộ tống Lăng Trấn đi giữa đường bị một nhóm người không rõ lai lịch ra cướp. Hiện giờ không biết Lăng Trấn ở đâu rồi. Người nói sao? Tướng quân, chắc chắn là bọn tặc khấu Lương Sơn gây ra. Đáng ghét thật. Làm thế nào mới có thể phá liên hoàn mã đây? Ca ca, tiểu đệ biết một người ở Đông Kinh có thể phá trận pháp này. Hiền đệ có quen biết người đó không? Người đó chính là ca ca họ hàng của tiểu đệ, Kim Sang Thủ, giáo đầu Từ Ninh. Huynh ấy sử dụng câu liêm thương pháp, dùng nó để phá trận liên hoàn mã. Ta biết người này. Hắn có một chiếc áo giáp bọc lông nhạn, là bảo vật vô giá tổ tiên truyền lại, coi trọng như tính mạng. Nếu lấy được cái áo đó thì Từ Ninh sẽ phải đến đây thôi. Không sai, ca ca. Tiểu đệ có quen biết với Từ Ninh, cũng đã từng nhìn thấy cái áo đó ở nhà huynh ấy. Chỉ là huynh ấy để nó ở trong tủ lớn của thư phòng rồi khóa chặt cửa, không cho người ngoài xem. Làm sao chúng ta lấy được? Ca ca đừng lo, chuyện này cứ giao cho tiểu đệ. Phải phải, hắn đi là thích hợp nhất. Tốt. Có vị huynh đệ nào đồng ý đi cùng với Thời Thiên huynh đệ không? Ca ca, nếu đã như vậy thì để tiểu đệ đi cùng với Thời Thiên huynh đệ một chuyến, lập kế dụng Từ Ninh lên núi. Chuyện này trông cậy vào nhị vị huynh đệ. Ca ca yên tâm. Ông chủ, ngươi dám lấy rượu trộn với nước lã mà bán như rượu ngon hảo hạng hả? Các ngươi tưởng là cái lưỡi của ta làm bằng gỗ sao? Hôm nay ta sẽ dọn sạch tử quán của ngươi. Thang Long hiền đệ, chẳng phải là Lăng đại ca sao? Giữa nơi hoang vu hẻo lánh này mà hai huynh đệ chúng ta vẫn có thể gặp nhau, quả là có duyên thật. Hiền đệ đang làm gì vậy? Tên chủ quán ở đây lấy rượu giả để lừa đệ. Đệ đã dọn sạch tử quán của hắn rồi. Vị huynh đệ này khá lắm, không làm huynh bị thương chứ? Không không, đều là huynh đệ trong nhà. Để ta giới thiệu, đây là Thang Long, phụ thân đệ ấy là chi trại quan của Diên An phủ. Hai cha con họ đều có võ công cao cường, quá khen. Hiện giờ đang làm một công việc nhỏ thôi. Vị huynh đệ này còn có thể sử dụng nhiều loại binh khí, giang hồ gọi là kim tiền báo tử. Đã lâu nghe danh kim tiền báo tử võ công cao cường, hôm nay thật là hân hạnh. Huynh đệ, quá khen rồi. Thang Long ta không có bản lĩnh gì, chỉ có một cặp song chùy và sức mạnh khờ khạo đó để rèn sắt thôi. Nãy giờ vẫn chưa biết cao danh đại tính của vị huynh đệ này là gì. Vị huynh đệ này chính là tiểu đệ họ Thạch. Thạch là cục đá, muốn mua một ít hàng cho Lăng pháo thủ nên cố tình đến Đông Kinh để xem hàng. Chúng ta đều là huynh đệ một nhà. Nào, vào trong uống vài chén đi, coi như Thang Long tạ tội vậy. Được thôi. Ông chủ, mang hết rượu ngon của quán ra đây. Hôm nay chúng tôi không say không về.
Có người không? Có ai không? Cho hỏi, đây có phải là phủ của Kim Sang Thủ giáo đầu Từ Ninh không? Dạ phải. Nhờ huynh vào bẩm báo với chủ nhân đã có kim tiền báo tử Thang Long cầu kiến. Được, ngài đợi một lát. Nào nào, cạn đi. Ca ca, tiểu đệ đã hiểu ý của hai người rồi. Nếu muốn dụ Từ Ninh ca ca lên núi thì phải cướp được bảo giáp trước, dụ huynh ấy đuổi theo. Kế này quả là thượng sách. Nhưng Từ Ninh ca ca xưa nay là người rất tinh. Đối với những chuyện như vậy, huynh ấy không tin đâu. Nếu muốn đánh cướp bảo giáp, e không phải là chuyện dễ dàng. Thời Thiên huynh đệ đây chính là thiên hạ đệ nhất trộm. Đệ ấy mà ra tay, còn sợ không lấy được bảo giáp sao? Thang Long huynh đệ nói cũng có lý. Tiểu đệ đây đúng là có bản lĩnh ấy. Nhưng một là không rõ địa hình ở Đông Kinh, hai là Từ Ninh coi bảo giáp đó như tính mạng, cất giữ cẩn thận. Hễ có động tĩnh gì là động thủ ngay. Nếu thật sự muốn ăn trộm bảo giáp ở nhà hắn thì cần phải bàn tính thật kỹ mới hành động. Hai vị ca ca không cần bàn tính nữa. Tiểu đệ sẽ đích thân đi cướp bảo giáp về, để Thời Thiên ca ca không phải mạo hiểm. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Không phải ca ca đây coi thường đệ, nhưng nói về chuyện ăn trộm thì đệ làm sao sánh bằng Thời Thiên huynh đệ được. Cũng phải. Thời Thiên ca ca bản lĩnh cao cường, đệ đây không dám so sánh. Nhưng đệ có điểm mạnh mà Thời Thiên ca ca không có, đó chính là tình bằng hữu lâu năm giữa đệ và Từ Ninh. Mấy năm trước, Từ Ninh cũng làm giáo đầu ở Lão Trùng Kinh Lực Phủ. Hai chúng tôi thân như huynh đệ, chỉ cần đệ trà trộn vào trong nhà rồi chọn đúng cơ hội, huynh ấy chắc sẽ không đề phòng đệ đâu. Chẳng phải bảo giáp đó sẽ rơi vào tay chúng ta sao? Nhưng công minh ca ca đã phái hai huynh đệ ta xuống núi để trộm bảo giáp rồi. Từ lâu tiểu đệ đã muốn lên Lương Sơn, mong nhị vị ca ca cho tiểu đệ đây một cơ hội lập công. Nếu trộm được bảo giáp, coi như là công trạng đầu tiên tiểu đệ nộp cho Lương Sơn. Mong nhị vị ca ca giúp đỡ. Từ từ thôi. Đa tạ ca ca. Dâng trà. Dạ. Gần đây thời vận không tốt, oán trời hận người cũng đâu thể làm được gì. Đừng nên nghĩ tới những chuyện phiền lòng đó nữa. Bây giờ đệ cứ ở lại trong phủ ta. Sáng mai ta sẽ đến nha môn tìm cho đệ một chức gì đó, từ từ ổn định rồi tính tiếp. Ý tốt của ca ca đệ xin nhận, nhưng làm sao đệ có thể đến ở nhờ nhà ca ca? Sẽ làm phiền ca ca lắm. Tình cảm giữa đệ và ta thế nào? Có cần phải khách sáo với ta như vậy không? Bây giờ ta sẽ bảo tẩu tẩu của đệ chuẩn bị cho đệ một phòng. Đệ cứ ở tạm, những chuyện khác từ từ chúng ta sẽ bàn bạc. Ơn của ca ca, tiểu đệ sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này đợi tiểu đệ phát đạt, nhất định sẽ báo đáp ân tình của ca ca. Phu nhân bảo nô tỳ thu dọn trái phòng ở hậu viện sạch sẽ cho ngài, mời ngài tạm thời ở đó. Căn nhà này rộng lớn quá, ngoài trái phòng ra còn có thư phòng nữa phải không? Vâng, lão gia nhà chúng tôi có một thư phòng rất lớn ở hậu viện ý. Nhưng lúc nào thư phòng cũng khóa cửa, nếu lão gia không cho phép, chúng tôi không được vào đó đâu. Người trông có vẻ rất mệt. Ngày nào các ngươi cũng phải thức dậy sớm sao? Gần đây thánh thượng tuần thị Long Phủ Cung, lão gia nhà chúng tôi ngày nào cũng phải đến Long Phủ Cung để túc trực lúc canh năm. Còn chúng tôi thì phải canh bốn đã thức dậy, đun nước và chuẩn bị điểm tâm cho lão gia, hầu hạ lão gia và các tùy tùng dùng cơm, cho nên lúc nào cũng thiếu ngủ.